Xin chào các bác nhé. Đây là một chiếc sạc nhanh, tẩu sạc nhanh lắp vào cổng chờ theo xe dành cho Toyota. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách tháo lắp bộ này trên xe Innova. Đây là vị trí cổng chờ sẽ được lắp đặt đây ạ. Đầu tiên thì các bác tháo giúp em cái phần này ra. Sẽ dùng bằng cậy nhựa. Nhấc cái này ra. Tiếp theo là đến phần này. Phần này thì các bác cầm kéo ra là được thôi ạ. Bên trong thì sẽ có vị trí của tẩu đây ạ. Tẩu theo xe đây. Thì với bộ này thì bên em đã có một rắc chuyển đổi rồi ạ. Đây ạ, chính là rắc chuyển đổi đây. Sẽ rút cái này ra và cắm vào đây ạ. Cắm vào. Đầu còn lại sẽ cắm vào đây. Mục đích là chúng ta lấy tín hiệu ra bộ này thôi ạ. Đây ạ. Khi bộ này có tín hiệu thì nó đây rồi ạ. Em rút rắc này ra. Bộ này cũng sẽ đi kèm với một dây kết nối USB. Đây ạ. Thì có thể đưa vào cốp phụ của các bác nhé. Đây là vị trí của lắp cổng chờ theo xe này. Sẽ tháo cái cổng chờ này ra. Đây ạ. Sau đó thì ấn cái bộ cổng chờ, cổng sạc của bên em vào. Ok chưa? Tiếp theo thì là đến phần dây điện. Tháo cái này ra. Cái đây sẽ luôn vào cốp phụ đi. Dùng để nghe nhạc. Không phải đấu lối trích dây gì các bác nhé. Cắm rắc zin toàn bộ. Lấy dây thít cuốn gọn cái này vào. Một số xe mà không lắp vào vị trí này thì có thể lắp vào vị trí sườn bên này. Anh Trung ơi. Cũng được ạ. Cho em. Nếu như ở sườn này còn dư cầu chì. À dư cái cổng chờ. Thì cái dây này cũng đã sản xuất để cho nó dài hẳn ra rồi. Các bác hoàn toàn phải luồn ra vị trí đó được. Nghĩa là có cổng chờ sẵn theo xe để đấy. Rắc dưa đúng không? Anh Trung đang tiếp khách thì là sao đường xa anh Trung đấy. Anh Ngọc ơi, xuống tư vấn khách đánh bóng xe nhá. Cắt đi. Nó thì bộ này cũng có cầu chì để đảm bảo an toàn các bác nhé. Đây ạ, cầu chì ống. Rồi. Em luồn cái dây này sang cốp phụ đi. Ok. Rồi. Đóng vào đi. Chúng ta lại ấn vào là xong rồi ạ. Đây là hiện trạng khi mà chúng đã được hoàn thiện rồi nhé. Cái này sẽ có 3 cổng. Toàn tất cả các cổng là sạc nhanh. Ok. Em lắp luôn cái này đi, hoàn thiện rồi giao xe thôi. Xoay. Ok, được rồi anh ạ. Cái
này sẽ có một cổng dây USB bên cốp này nữa anh nhé. Rồi, ok. Còn đây là mình cứ cắm. Đây, cái này anh sạc vào được luôn này. Vâng, anh sạc sử dụng bình thường. Chẳng hạn là cắm máy bơm có hiểu vào đây được không? Cái này là cổng USB. USB thôi chứ đúng không? Vâng, không phải là cổng tẩu. Không phải tẩu. Đúng rồi. Thế còn bơm lại là cổng tẩu. Cổng tẩu, bơm cổng tẩu rồi. Bơm cổng tẩu thì anh vẫn cắm vào cổng tẩu bình thường anh thế này. Đây đằng sau này cũng có một cái có thể nối được đúng không? Vâng, đúng rồi. Thôi, đây. Cái này không cần tại vì nó không có cái nắp. Cái này thì anh có thể dùng trong trường hợp nếu anh nắp thêm để cho sau. Khách ngồi sau. Nhưng mà biết rồi, em biết sau nhưng mà tại vì nó không có cái nắp, nhưng mà đây có cái nắp thì nó đỡ. Vâng. Cái này mình không có nắp. Em hoàn thiện rồi nhé. Bây giờ anh có